Đây là đoàn của Quảng Yên, chúng tôi đang đi ăn ở nhà hàng Trần Gia Cơm Nẩu Gà Đen, gà của dân tộc ở Sapa, tỉnh Lào Cai. Đấy, các bác thấy nhà hàng hoành tráng không? Sáng rực. Đấy, đây là khung cảnh của khu vực. Bên đây cũng là nhà hàng quý bếp. Đấy, cũng rất là tuyệt vời. Đấy, đây là khung cảnh tất cả các view nhà hàng. Phải nói là lúc nào cũng rực rỡ về đêm. Còn ban ngày thì mình thấy nó cũng bình thường. Nhưng mà về buổi tối thì tuyệt vời. Khôi Nguyên chào 500 anh em. Đấy. Và nó tuyệt vời luôn. Một thành phố tuyệt vời và trên cả tuyệt vời. Sáng rực suốt ngày đêm. Ban ngày thì những cái bóng đèn nó không được sáng. Nó chỉ gọi là các view đẹp. Đấy. Anh chị nào mà thấy những cái ý nghĩa này thì nhớ bấm vào chỗ đăng ký kênh để ủng hộ kênh của Diệu Thức Hòa trên trang YouTube. Đấy. Đây là toàn đoàn Quảng Yên thì chúng tôi đang chờ xe điện để đi tổ chức sinh nhật. Đây là đồng chí chồng của đồng chí vợ chuẩn bị tổ chức sinh nhật ngày hôm nay. Sát quá, phải quay nét. Quay phải nét, không quay thì thôi, quay là phải nét. Không có gì phải ngượng cả. Chú cứ mạnh dạn này. Hôm nay chú phải thể hiện hết mình rồi. Không, 3 kg chạy 1 điều hòa. 5 kg rồi. Em mua chạy 2 điều hòa. Sang đâu rồi? 5 kg. Sang đi rồi, bây giờ đi một cái chỉ của mình. Rồi, anh em nào mà thấy video này ý nghĩa nhớ bấm vào chỗ đăng ký kênh nhá. Đấy. Để theo dõi những nốt chân của Thức Hoài đến các tỉnh thành để chiêm ngưỡng những sản phẩm di sản, rồi đồ ăn của các tỉnh thành. Đấy, đã được trải nghiệm trên tất cả các cái video. Nhớ là các anh chị nếu muốn đến Sapa, tỉnh Lào Cai thì phải mang áo rét nhá. Bây giờ thời tiết là cũng thất thường. Đấy, nhưng mà ở dưới miền Bắc mình thì rất là nóng, nhưng mà trên đây thì mát lắm. Và nó tuyệt vời là mát. Đấy, có thể là còn rét nữa cơ. Đấy, đây là hôm nay là buổi chiều tối không rét, nhưng ngày hôm qua rét. Nói thật sự các anh chị là sun. Sun luôn. Nói thế câu tục. Đây, các bác nhìn này. Đấy, vẫn còn đang phải mặc áo rét rồi. Đấy, nha. Đấy. Đây, chúng tôi đang đi tổ chức sinh nhật đây. 08. Đứng lên, đứng lên đi. À, chị Hương ngồi đây. Hương ngồi đây với em. Chị ngồi đây. À, là hôm sau rồi nhỉ? Rồi. Với anh. Đây, chỗ đây. Mới có 3 người. Từ từ. Còn người đấy. Ai nữa? Ai nữa? Hết chưa? Này con. Không Nguyên đâu. Rồi. Con mẹ con nhà kia. Này nữa. Hoàng lấy xe, Hoàng lấy xe. Con nhà kia rồi. Hoàng nữa mà. Cứ đi đi. Nó còn đi lấy xe mà, chạy xe lên. Đây là đoàn chúng tôi đang đi tổ chức sinh nhật nhá. Hello. Hello đây. Bảo quay lại cái đi. Nữa là nhớ là các đồng chí là phải like xe mạnh rồi nhá. Mà tí nữa là phát trực tiếp đấy. Chứ không quay video đâu. Đấy. Đấy, view hồ đẹp không các bác. Đấy, mát lạnh, rét run luôn. Rét run sun hết cả. Anh phải thêm một thông tin là điện rực rỡ, điện tràn trề. Điện. Đấy, các bác thấy rực rỡ không? Rồi xong. Xong này tức tưng. Này mà được điện vào bao năm ở Quảng Ninh. Điện này mà mang về Quảng Ninh thì chắc là Quảng Ninh thán phục luôn, đúng không? Riêng Quảng Ninh mà nhìn lên lượng điện này thì chắc Quảng Ninh rét. Các sở điện lực là rét luôn. Sáng rực này. Người ta thì sáng rực cái này, mình thì cứ thế là cắt đâm phiền rồi chết. Rồi, xin chào và chúc tất cả các anh chị một ngày vui vẻ nhá, mạnh khỏe và hạnh phúc. Nhớ bấm vào chỗ đăng ký kênh để ủng hộ kênh của em nhá.